Xin chào các bạn, ngày mới thật vui vẻ. Mình vừa vớt hai cái đây nhưng mà không, nó bị ngã nên không quay cho các bạn xem. Vừa vớt hai cái này được hai con nhỏ lươn, nó không to nha các bạn. Còn cái này thì được một con lươn, nó cũng dữ dội, cũng vớt được khá khá rồi. Các bạn thấy hay nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé các bạn. Mình vừa được khá đây, chị xem đây. Mình quay góc rộng cho các bạn xem. Đấy, xe nơ nơ đấy nhá. Tay mình đang cầm hai ống lươn. Mới xịt hai cái nha các bạn. Rồi đến địa điểm tiêu mình quay cho các bạn xem. Điểm tiếp theo nha các bạn. Cái điểm trước đây nó có gần nhà, mình không dám nói chuyện nha các bạn. Điểm này đánh cái hố đây đánh cái. Còn một cái điểm ba cái nữa nó gần nhà mình không có nói chuyện thì mình quay cho bạn xem đấy nha. Trời muốn mưa nha các bạn. Nó lóng này đánh thì nó không được nhiều nha các bạn, không được hai con. Hôm nay vớt bốn cái đấy, có cái nặng, còn ba cái thì bình thường, nó không được nặng một hai con. Lóng này là đánh không được nhiều nha các bạn. Giờ đến để điểm tiếp mình quay cho các bạn xem cái điểm kế tiếp đây, nếu mà quay được thì là mình sẽ quay cho các bạn xem, mình không nói nha, vì điểm đấy nó gần nhà nha các bạn. Thì điểm tiếp theo nha các bạn, thì điểm này đánh hai cái này. Và hai cái này cũng là hai cái cuối cùng các bạn. Trời ơi, đang mưa sầm lắm. Hình ảnh quay từ nay đi là 4 ca hết nha các bạn. Sắc nét nhất, tối ưu nhất, làm sao mình quay làm sao để truyền tải đến các bạn xem cho nó rõ nét nhất nha các bạn. Hôm trước hôm qua đánh bài này là hôm trước địa điểm này là đồng nghiệp đánh nha. Thì nó có vết nha các bạn. Mình quay cho vết cho các bạn xem. Đây, vết của mình.
đồng nghiệp đánh nhưng không biết mình đánh có được không nha các bạn, vì then đồng nghiệp rơi kia và vết cũng có vết luôn. Đồng nghiệp mới đánh được hai con lươn con nha các bạn, lươn nhỏ đấy, lươn nhỏ chắc chắn là lươn nhỏ vì họ mới đánh thì nó vẫn chưa nó ăn mồi nha các bạn. Đây tất cả là thung lũng này, quay rộng cho bạn xem. Cho các bạn xem vết đồng nghiệp đánh nha. Đánh ngang hàng với vết đồng nghiệp luôn. Đây vết đồng nghiệp này. Đây mình zoom máy đi, đây cho các bạn xem đấy vết đồng nghiệp ấy. Đánh chỗ đấy là hồ như hồ nước cạn. À nưa như hồ nước đầy. Đây vết đây. Đấy đấy bãi chày chế. Đánh vẫn được nhưng đường ngân nhỏ. Kia bên kia nữa, họ đánh nhất giải. Còn của mình đây. Từ hôm qua lắng quá mình không có chạy nữa nhau ạ. Qua quá lắng luôn. Cái này được con nhỏ. Mồi mới cho nên là đánh không được, đường lên to phải cách 2 hôm, ít nhất phải 2 hôm nhau ạ. Đấy, nó thoáng ở trong ấy. Một con. Rồi mình về mình sẽ chút cho các bạn xem nhé. Xem nằm mãi trên ạ. Rồi về sẽ chút cho các bạn xem. Mình về nhà nha các bạn. Đây mình đánh con gà này xịt 10 cái nha các bạn. 47 cái xịt 10 cái. Mình chút cho các bạn xem nhá. Cái này lươn nó lắm, nó không có đường lươn to đâu nha các bạn, nó nhỏ. Cái này hết lươn này, ống này hết lươn, cái chỗ địa điểm này hết nha. Nóng này đánh kém qua mình còn say lắng rồi. Cố to nha các bạn. Ôi giời, hai con nhỏ quá. Nó lóng này nó nước nó một là mưa, hai là thật cạn nha các bạn. Thì đánh này còn được nhiều, chứ còn nóng. Nó lóng như giờ gió giang này là đánh này kém. Mình đánh có 47 cái xịt 10 cái luôn. Nó đầy thì nó cũng không được đầy. Nó không được nhờ mình như những con chưa nắm cái này vẫn được, được vài cân nha các bạn. Còn đấy nào nó quay đầu nó trả ra được rồi, hai con lại chết. Các bạn ủng hộ cho mình nhiều nha các bạn. Mình để nâng cấp một chút để quay cho những các bạn xem những cái hình ảnh nó tốt nhất, để truyền tải đến các bạn xem cho nó sắc nét nhất nha các bạn. Nó lắng này lươn nó nhỏ.
gần như cái nào cũng được, nhưng mà nó cứ được một con nha bạn, nó nóng nước mình vớt nó nóng nước không ạ. Cứ một con một buồn cười quá nhỉ. Hôm nay mình sẽ nghỉ nha các bạn. Ôi, ống này ra luôn rồi. Ống này ra luôn nha các bạn. Cái ngày đấy ống này ra luôn. Nó hở lỗ to tướng này nha các bạn. Đấy. Nghỉ mình lấy giấy tờ xe. Mai mình lại đi cho các bạn xem. Hôm trước công an sông Lô bắt giấy tờ xe của mình. Quay lại thế buồn cười đời này các bạn, bảo có lươn thì nó luôn to đến được, luôn nhỏ là ra hết, là ra hết các bạn. Hai cái đây là phải làm lại đít, cứ chỗ nào lúc mát là đánh được 4-5 con nha các bạn, còn chỗ nào lúc nắng là đánh không được. Được con này thế buồn cười. Từ nay đi mình sẽ quay hình ảnh 4K tất nha các bạn. Cho các bạn truyền tải đến cho các bạn xem cho nó sắc nét nhất, nó dễ xem nhất. Và mình đây vẫn đang nắng to nha các bạn, trên kia nó mưa vài hột, lúc mình quay cho các bạn xem là mưa vài hột. Nó có tưới nó cũng được, có tưới nó cũng không được nha các bạn. Cái mùa này buồn cười lắm, mình đánh nhiều tưới lắm. Mình không đánh 1-2 tưới đâu. Cái tưới đầu vớt cuối cùng là chút đầu tiên cho các bạn, đấy là tưới này nước nóng. Hồ đập nó lắm. Có cái tuyến vớt đầu tiên lúc tối là cái tuyến tuyến này thì là nó nước nó không nóng mới. Thì là nó phải bao nhiêu. Mình để mình bỏ cái ống xịt ra mà. Hôm nay mình sẽ nghỉ thứ nhất là nó nóng, thứ hai là mình phải lấy giấy tờ xe, nên là mình báo trước cho các bạn biết. Cái lặng nhau ạ, ống dập này, họ cho mình một cây, thêm một cây thì cái này nó dập. Ba cũng còn nó lắm, nó không còn to lắm. Chỗ này vẫn còn lươn nhưng nó không, nó lắm nước nó không còn to. Cái này nặng nặng nha các bạn. Nắm sao còn này, lắm nước nó không vào. To là không vào. Cái này lặng nhau ạ.
Tuyến này đánh có lươn. Có tuyến mình vớt mình xịt 3-4 cái này, nhưng có tuyến đánh nha. Hơn chục cái không xịt cái nào các bạn. Nó không phải là tuyến nào nó cũng như thế nào. Cái này ba cái nữa là kết thúc nha bạn. Nóng quá nó nguyên to không này, nguyên nhỏ nhỏ nha. Đã cuối cùng nhau ạ. Sót gì? Còn nào. Các bạn chờ mình chút, mình sẽ chút cho bạn xem nhé. Mình đi chút cho bạn xem. Con này nhá bạn. Bây giờ được mấy cân đấy? Bây giờ được mấy cân nhá bạn. Rồi các bạn thấy hay nhớ chia sẻ và chốt like cho mình. Xin mến chào bạn. Hẹn các bạn những video tiếp theo. Bây giờ phải được 4-5 cân nhá bạn. Bây giờ phải được 4 cân hơn 4 cân hơn 4 cân nhá bạn. Rồi xin chào các bạn.